Sáng ngày 22 tháng 10 năm 2021, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang Trần Văn Dũng chủ trì buổi kiểm tra thực tế tiến độ thi công dự án đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. Cùng tham dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tiền Giang Võ Văn Bình, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Tiền Giang Nguyễn Văn Nhã. Theo ông Nguyễn Tấn Đông, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần BOT Trung Lương - Mỹ Thuận, hiện trên toàn tuyến cao tốc các công trình như cống cầu đã hoàn thành, chỉ còn lại thi công phần nhựa nóng mặt đường với khoảng 9 km. Trong khoảng 9 km này còn khoảng 280 m chưa dỡ tải do tốc độ lún còn cao, dự kiến đến tháng 11 sẽ thông xe kỹ thuật toàn tuyến. Trong tháng 12, doanh nghiệp dự án sẽ hoàn thiện các hạng mục để phục vụ người dân lưu thông trong dịp Tết Nguyên Đán 2022. Tuy nhiên, để vận hành dự án, hiện doanh nghiệp dự án đang còn vướng mắc về vấn đề đặt trạm thu phí. Tại chuyến kiểm tra đối với vấn đề thu phí dự án, đồng chí Trần Văn Dũng yêu cầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp ra lại những công việc lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thống nhất với doanh nghiệp dự án mà chưa điều chỉnh hợp đồng thì phải thực hiện ngay, riêng những gì phát sinh thì tiếp tục đề nghị. Dự án đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận là một công trình trọng điểm đi qua địa bàn tỉnh, kết nối với dự án cầu Mỹ Thuận và hai đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ. Thời điểm dịch Covid-19 bùng phát trên địa bàn tỉnh, tiến độ dự án bị ảnh hưởng, một số gói thầu phải tạm ngưng thi công trong một thời gian. Dù vậy, với sự hỗ trợ của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, doanh nghiệp dự án đã triển khai các giải pháp phòng chống dịch, đảm bảo công tác thi công không bị gián đoạn. Và sau đây là một số hình ảnh đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận trong những ngày cuối tháng 10 2021 tại nút giao với đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương.